Hello, xin chào tất cả anh em ha. Lại là mình đây. Bữa nay mình tiếp tục lên clip mới cho anh em nữa ha. Rồi anh em hỏi máy nhưng mà mình lu bu công việc, mình về quê, mình mới lên. Thử cũng anh em cũng thông cảm cho mình ha. Nay mình chính thức là mình đăng clip bán lại. Giờ mình có một cái em máy này gọi là siêu cọp nha anh em. Mà có cái là chưa có vệ sinh ha. Mình thanh lý cho anh em luôn. Là tình trạng của em máy này là còn full rin mà xài lướt luôn nha anh em. Nhìn cái lằn chỉ đen này là hiểu rồi ha. Mà tại vì chưa có vệ sinh. Chủ máy này thì cắt được vài lần nhưng mà họ xài là xài nhớt. Nhớt của họ là chơi cái nhớt, cái máy này là đó đập thùng luôn nha anh em. Mà họ đem về họ quất cái nhớt mà đúng lý mình xài nhớt của xe Honda chơi. Cái này họ lấy nhớt của mấy cài nhà xe, họ có xe tải á, thải ra rồi tiết kiệm chơi đổ vô luôn. Mình thử ra nhớt nó hơi đen á, thì anh em chịu cực vệ sinh lại mình rồi lấy nhớt của Honda đổ vô là xài ok à, là máy nó sạch sẽ lại rồi chứ nó không có đen gì đâu. Tại máy này mình cũng lu bu công việc, mình không có vệ sinh được, mong anh em cũng thông cảm. Chứ tình trạng máy nhìn anh em biết mới cũ rồi ha, tại vì nó bị nhớt đen nó dính thôi. Máy này chùi rửa ra là mới ton, được sản xuất vào tháng 8 năm 2021. Máy in đẹp máy này hết anh em. Phân xích rồi là còn ok nha. Bực bực nha anh em. Đó. Lần chỉ đen là còn nè, mấy cái sima đồ còn hết luôn nè, mà chưa có vệ sinh nè. Nó đóng ba nhớt á với mũ cây. Anh em về chịu cực vệ sinh ra giùm mình. Cái nắp ốp lam còn chữ dội luôn á anh em. Nó lần chỉ đen còn luôn. Nắp xăng nắp nhớt rin theo máy còn luôn. Mặt tiền chưa chốc sơn luôn là biết cỡ nào. Tay cầm bóng lưỡng. Cái bô ram còn đen thui luôn, xanh lét à, cắt được vài lần là bỏ tới nay luôn nè anh em. Cái đồng tiền rin theo máy còn luôn nha anh em. Cái chỉ sơn đen này còn luôn, 285 rin còn. Nói chung là cái máy này mà like một món gì mình tặng anh em luôn con máy. Chưa like bất cứ cái gì hết nha. Tại máy này mày là máy đập thùng. Đó. Xài lướt boe đâu còn nguyên hết, rin nó luôn chưa vệ sinh luôn nè, còn mặt cưa luôn nè. Máy này nó chỉ có một cái khuyết điểm là bây giờ người ta không có cưa nữa, thành thử người ta đưa lại cho mình rồi mình thanh lý cho anh em luôn, nó là vậy đó. Nhưng ngoài ra là không có bị bất cứ một cái vấn đề gì hết nha. Mình bao rin từ A tới Á nha anh em. Anh em khỏi hỏi mình là dân ngang hay sọc ngang hay là bất cứ cái gì ngang. Chạy chưa đóng khói tông nữa là hiểu rồi đó. Đồng tiền rin còn. Rồi đơn giản vậy thôi. Chất lượng thì full. Hơi là bao đâm. Hơi nặng lắm anh em. Căng luôn á. Máy mới mà. Máy này vệ sinh ra là mới con toàn toàn. Em đít còn luôn nè. Đó. Rồi. Ngoại hình, hình thức đồ mình đã tả hết. Giờ mình đi vào mình test tiếng nổ thực tế cho anh em nghe và đánh chất lượng bên trong con máy ha.
hầm mùa xuân luôn anh em. Này nó phải nói là nó im như là mèo thở, chứ đừng nói chó thở. Chó thở còn nghe tiếng, thằng này im như mèo thở anh em. Rồi, anh em nào yêu thì liên hệ mình qua cái số điện thoại mình để dưới phần mô tả ha. Anh em xem clip thấy hay cho mình xin một like, một lượt đăng ký, một lượt chia sẻ để tạo động lực cho mình làm nhiều video tiếp theo. Mình thanh lý con máy này luôn với giá là 6.8 triệu ha anh em. Anh em thích thì alo cho mình. Rồi, thanh lý rẻ cho anh em luôn. Máy hàng xài lướt 6.8 triệu. Anh em nào nhanh tay chốt trước thì được trước ha. Rồi, 6.8 triệu. Rồi, anh em nào trước thì được trước, anh em nào sau thì chờ mình con khác ha. Anh em xem clip thấy hay cho mình xin một like với một lượt chia sẻ để tạo động lực cho mình làm nhiều video tiếp theo, góp nên một cái sân chơi lành mạnh hơn. Để được chia sẻ thì anh em sẽ biết đến mình được nhiều hơn ha anh em. Rồi, chào tạm biệt tất cả anh em. Thank you very much. Hẹn anh em vào clip sau. Bye bye.